Cheers. Thưa quý vị, ban nhạc Hương Xưa là quý vị đang thấy các chị sẽ trình diễn trình tấu hai bài hát và toàn bằng các nhạc cụ dân tộc mà thôi, như là đờn tranh, là sáo, đờn tam thập lục. Các chị sẽ trình bày hai nhạc phẩm. Nhạc phẩm thứ nhất là một nhạc phẩm Việt Nam. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Đăng Khánh. Nhạc phẩm mang tựa đề Chiều Đồng Quê. Và sau đó, một điều rất là đặc biệt, các chị sẽ trình bày bằng những nhạc cụ dân tộc của mình một nhạc phẩm quốc tế nổi tiếng của The Beatles, nhạc phẩm My Bonnie. Và bây giờ, chúng tôi xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn gửi tặng cho ban nhạc Hương Xưa và phần trình tấu của họ.